Đến Tết này là gần một năm rồi hả mẹ? Chắc chị ấy thay đổi nhiều lắm. Nhìn kìa, vừa đã đi cả ngay đường, tóc chị ấy vẫn thẳng mượt thật. Chắc là vừa được duỗi. Thực ra cô ấy chỉ dùng Rejoice siêu mượt, đậm đặc và nhiều kem dưỡng tóc hơn. Tóc vẫn còn thẳng mượt sau khi gội được 8 giờ, bạn sẽ nghĩ còn duỗi tóc à, chắc tốn kem lắm. Thưa mẹ, con chỉ dùng dầu gội thôi. Rejoice siêu mượt, tóc thẳng mượt như vừa được duỗi. Tặng ngay dầu xả 200ml khi mua dầu gội 750ml.